Thưa quý vị, tuy công việc nhiều vất vả, nhưng suốt 23 năm qua, ông Đặng Xuân Trúc, tổ trưởng tổ dân phố 37, khu dân cư số 8, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, vẫn luôn hết lòng chung vai sát cánh cùng bà con xây dựng khu dân cư ngày một phát triển. Qua đó, góp sức cho phường Bình Hiên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ngày càng giàu mạnh, văn minh. Tại tổ dân phố số 37, phường Bình Hiên, không nhà nào là không có bình chữa cháy. Nhờ sự nhiệt tình của tổ trưởng dân phố Đặng Xuân Trúc, khi mỗi ngày đều đến từng hộ gia đình để vận động, hướng dẫn về những kiến thức cơ bản trong phòng cháy chữa cháy. Đến nay, bà con tại đây đã hưởng ứng và tích cực tham gia phong trào xây dựng khu dân cư an toàn cháy nổ. Công tác phòng cháy cháy là tổ trưởng rất quan tâm, thường xuyên nhắc nhở và thậm chí đi từng gia đình kiểm tra những nhà nào chưa có bình cháy thì anh nhắc nhở, một đi mua, hai là đi mua giúp. Do vậy nên cái việc mà từng gia đình ở đây, không chỉ tôi mà cả khu phố đây, họ đều có chấp hành rất tốt trong vấn đề là có bình chữa cháy. Trong hai đợt dịch Covid-19 vừa qua, nhất là 20 ngày ai ở đâu thì ở đó, ông Trúc cùng ban điều hành khu dân cư quên ăn, quên ngủ để đi chợ giúp dân, giữ vững vùng xanh an toàn. Nhưng cũng vì phải tiếp xúc nhiều người, ông và gia đình đã mắc Covid-19. Không may, vợ ông sau đó đã qua đời. Được sự động viên kịp thời từ địa phương và bà con sống giềng, ông Trúc đã nén đau thương, vượt qua mất mát để tiếp tục trở lại với công việc, chung tay cùng bà con giữ vững pháo đài chống dịch, góp sức cho thành phố chiến thắng Covid-19. Thật ra cũng 23 năm rồi, thì sống với bà con, có cái gì là thông báo bà con, có gì khó khăn mình giúp đỡ. Là vì mình tổ dân phố mà, phải đi sâu sát với bà con. Cái thứ hai, có cái gì mình trao đổi cho bà con hiểu. Và đồng thời bà con có nhu cầu cái gì thì mình đề cập lên trên cho chính quyền giải quyết. Bằng sự tận tụy với công việc, gương mẫu trong các phong trào, không ngại khó khăn, sáng tạo trong công tác của tổ trưởng Đặng Xuân Trúc, tổ dân phố số 37, khu dân cư số 8, phường Bình Hiên, nhiều năm liền đã đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa tiêu biểu, tổ dân phố không rác. Riêng ông Trúc, tuy nhận được nhiều bằng khen, giấy khen các cấp, nhưng món quà quý giá nhất suốt 23 năm qua, với ông, vẫn là sự tin yêu của nhân dân. Khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển.